được gặp lại quý vị và các bạn trong kênh tin tức sau Việt ngày hôm nay. Và Đan tin chắc chắn rằng trong những phút tiếp theo của chương trình thì chúng tôi sẽ mang lại cho quý vị những thông tin nóng hổi nhất để quý vị thực sự có những giây phút thư giãn và thoải mái. Nhưng quý vị cũng đừng quên nhấn nút theo dõi kênh và bật chuông thông báo để chúng ta có thể cập nhật được những thông tin nóng nhất và mới nhất mỗi ngày quý vị nhé. Còn ngay bây giờ thì mời quý vị hãy cùng nhau đến với những thông tin nóng nhất của ngày hôm nay. Đặc quyền của hai con sinh đôi nhà Hồ Ngọc Hà, Kim Lý. Trong ngày cô bước sang tuổi 36 thì có rất nhiều điều ngọt ngào, từ khung ảnh gia đình 5 thành viên đến tâm thư của Kim Lý dành cho vợ. Vừa qua là ngày khá đặc biệt của showbiz Việt khi hai nữ ca sĩ nổi tiếng Hồ Ngọc Hà, Thủy Tiên có ngày chào đời giống nhau. Theo đó, hai người đàn ông bên cạnh họ, lần lượt là Kim Lý, Công Vinh đều đã gửi lời chúc mừng ngọt ngào. Ngoài ra, khán giả phát sốt khi thấy nữ hoàng giải trí bất ngờ chia sẻ khung ảnh cả gia đình 5 thành viên cực hạnh phúc. Đây là khoảnh khắc chỉnh chu đầu tiên có thêm sự xuất hiện của Lisa và Leon. Anh hai ngồi giữa hai em nhỏ ngủ ngon trên tay phụ huynh, một bức ảnh nhưng chất chứa quá nhiều cảm xúc. Các con nhỏ được tặng quà. Bên cạnh khoảnh khắc cận mặt của các cặp song sinh, giọng ca Tìm Lại Giấc Mơ còn tiết lộ thêm nhiều điều khiến cô cảm thấy hạnh phúc. Để có được bức ảnh ý nghĩa, rất nhiều người đã hỗ trợ như ekip chụp ảnh, quay clip. Bên cạnh đó, trang phục của Lisa và Leon cũng do bạn của người đẹp dành tặng. Không cần tốn quá nhiều chi phí, Thiên Thần Nhí nhà Hồ Ngọc Hà đã được những cô chú yêu thương gửi rất nhiều quà. Bà mẹ bỉm sữa cho hay: cảm ơn mẹ Thu Trang, Ngọc Trinh đã sắm đồ cho tụi con từ khi chưa sinh cho tới một tuổi vẫn xài không hết đồ. Cảm ơn các nhãn hàng cho em bé đã gửi nhiều về quà cho các con. Các con được ba mẹ cho dùng dịch vụ tốt nhất tại nhà, được các cô chú tặng rất nhiều quần áo và đồ dùng. Cũng trong ngày sinh nhật vợ, Kim Lý dùng bức ảnh của cô vào cuối tháng 7 2018. Nụ cười này đã làm con tim anh xao xuyến. Kể từ sau buổi cà phê hôm đó, họ đã gắn bó với nhau. Cô cũng không quên phản hồi đầy ngọt ngào, yêu nhất anh yêu. Loạt hoa hoành tráng gửi đến mừng sinh nhật Hà Hồ. Không phải đến hôm nay mà từ 2 ngày trước đã có rất nhiều quà, giỏ hoa hành tráng được gửi đến biệt thự riêng của gia đình nữ ca sĩ với mục đích chúc cô tuổi mới thêm rực rỡ hơn. Dù đang phải trông con nhỏ nhưng giọng ca gốc Quảng Bình vẫn chụp lại từng phần quà và gửi lời cảm ơn đến người tặng. Rất nhiều hoa tươi đủ màu sắc hành tráng gửi đến nhân vật chính. Mọi người còn thay nhau gửi thiệp, chiếc bánh kem đáng yêu với 5 thành viên. Đến hôm nay cô luôn khẳng định mình là người hạnh phúc và khán giả cảm nhận được điều đó. Bởi lẽ Hà Hồ có được nhiều thành viên nhí cho mình, được sống với đam mê, kiếm được tiền để độc lập kinh tế và còn có thêm người đàn ông chân thành bên cạnh. Đây thực sự là những điều viên mãn nhất mà ai cũng mong muốn nhất có thể.